Phật dạy, này thiện hiện, vì năm loại mắt chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì sáu phép thần thông chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì năm loại mắt chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì sáu phép thần thông chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì năm loại mắt là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, vì sáu phép thần thông là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì mười lực Phật chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười lực Phật chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì mười lực Phật là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp không quên mất chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không quên mất chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì pháp không quên mất là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, vì tánh luôn luôn xả là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì trí nhất thiết chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí nhất thiết chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả dự lưu chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn A La Hán chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả dự lưu chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì quả nhất lai bất hoàn A La Hán chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì quả dự lưu là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì quả nhất lai bất hoàn A La Hán là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả vị độc giác chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị độc giác chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì quả vị độc giác là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh?
Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì hư không chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì hư không là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì sắc chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì thọ tưởng hành thức là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhĩ giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhĩ giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tỷ giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tỷ giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tỷ giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thiệt giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh?
Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thiệt giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thân giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thân giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì ý giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ý giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì địa giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì địa giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì thủy hỏa phong không thức giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì vô minh chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì vô minh là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bố thí ba la mật đa chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp không nội chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không nội chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không nội là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Phật dạy, này thiện hiện, vì chân như chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì chân như là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thánh đế khổ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thánh đế khổ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì thánh đế tập diệt đạo là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn tịnh nữ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn tịnh nữ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tám giải thoát chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám giải thoát chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tám giải thoát là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn niệm trụ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn niệm trụ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát không chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ Tát chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì năm loại mắt chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì năm loại mắt chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sáu phép thần thông chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Này thiện hiện, vì năm loại mắt là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì sáu phép thần thông là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh Phật dạy: Này thiện hiện, vì mười lực Phật chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười lực Phật chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì mười lực Phật là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì pháp không quên mất chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không quên mất chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì tánh luôn luôn xả chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì tánh luôn luôn xả là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì trí nhất thiết chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí nhất thiết chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì quả dự lưu chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả dự lưu chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì quả dự lưu là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì quả vị độc giác chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị độc giác chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì quả vị độc giác là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì hư không chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh?
Này thiện hiện, vì hư không là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì sắc chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thọ tưởng hành thức chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì thọ tưởng hành thức rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn xứ rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc xứ rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn giới rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhĩ giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhĩ giới rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tĩ giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tĩ giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tĩ giới rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Phật dạy, này thiện hiện, vì thiệt giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thiệt giới rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thân giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thân giới rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì ý giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ý giới rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì địa giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì địa giới rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì vô minh chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì vô minh rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bố thí ba la mật đa chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp không nội chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không nội chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không nội rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì chân như chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì chân như rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thánh đế khổ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thánh đế khổ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thánh đế tập diệt đạo chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn tịnh lự chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn tịnh lự chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tám giải thoát chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám giải thoát chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tám giải thoát rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn niệm trụ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn niệm trụ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này Thiện Hiện, vì bốn niệm trụ rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát không chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát không chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát không rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ Tát chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ Tát chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ Tát rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Hết quyển thứ 295.